Anh ơi, không biết là em có 4 củ có mua được 12 Pro Max không anh? Không em. 5 củ? Không luôn. 6 củ? Cũng không em. Quả? Sao quảng cáo trên TikTok có 4 củ, bây giờ người ta cầm qua mua 12 Pro Max thì lại bảo không đủ là sao? Rồi iPhone 12 Pro Max bán bao nhiêu? 12 Pro Max bên anh giá chỉ có 1 củ thôi. 12 Pro Max sao có 1 triệu với anh? Đúng rồi em, 12 Pro Max bên anh ấy thì anh cam kết cho em là máy benzin này, phun chức năng hàng chuẩn quốc tế. Nếu mà không đúng như trên quảng cáo ấy thì anh đền cho em máy mới luôn nhé. Ui, sao rẻ thế? Tôi bảo hành bảo hiếp thế nào hả anh? Bên anh cam kết cho em là bảo hành bao 1 năm nhé. Ngon, thế thì quà tặng thế nào? Đêm nhá, khi mà bên anh em sẽ tặng bộ sạc nhanh 20W, ốp và cường lực, tai nghe iPod Pro hoặc sạc dự phòng. Ngoài ra, bên anh còn tặng cho em một voucher giảm giá 200k cho lần mua tiếp theo em nhé. Ui, mua một con máy mà được nhiều quà thế ạ? À? Đúng em, bên anh nhiều ưu đãi mà em. Rồi máy móc thế nào anh? Máy móc bên anh ý, thì anh cam kết cho em là pin từ 80 đến 100% pin anh nhé. Vậy thôi, lấy cho em con đấy đi. Thế bây giờ em cầm 4 triệu là thừa anh? Thừa luôn em. Vậy thì em chốt luôn con đấy ạ. Ok em, thì để anh chuẩn bị cho em quà và máy nhé.